Ở video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách nhận 90 đô nhá. 90 đô đấy. Anh em không nghe nhầm đâu, đúng là 90 đô. 90 đô nó hơn 2 triệu Việt Nam đồng nha anh em. Ở cứ nghĩ là 2 triệu đi cho nó tròn. Nhưng mà không phải anh em tạo tài khoản là sẽ nhận được 90 đô đâu. Làm gì có công việc dễ ăn như vậy đúng không? Anh em cần phải mời 5 người. Đấy. Nhưng mà không phải mời không không nhá, mà người ta cũng phải KYC thành công thì bạn mới nhận được là 90 đô. Nhưng mà KYC cực kỳ là đơn giản luôn thì mình mới giới thiệu cho anh em. Nghĩa là bạn chỉ cần có cái mặt trước của chứng minh nhân dân thôi là chúng ta đã KYC thành công rồi. Mà KYC chỉ trong vòng là vài phút thôi, trung bình 5 phút là nó đã thành công rồi, khá là nhanh. Trước khi review chúng ta lại quay random ha để xem ai may mắn nào. Rồi sao chép này vào đây. Bạn Vũ Quốc Hào Trần nhận Mobi số điện thoại là 2133 đuôi nhá. Kiếm 90 đô này nó hơi bị rườm rà một tí nhá, nên bạn nào mà quan tâm á, thì có thể là chơi theo mình. Đầu tiên bạn sẽ tạo một cái tài khoản mới, đường link tạo tài khoản ở dưới phần mô tả video ha, anh em nhấn vô. Sau đó sẽ thêm cho mình cái địa chỉ email vô như thế này. Tiếp tục bấm chữ get. Chúng ta sẽ nhận một cái mã code hay mã xác minh gửi về địa chỉ email. Vào email nó sẽ có một cái mã code là 1196 your follow me confirm code, có nghĩa là đây là cái mã code để xác minh trên follow me. Chúng ta sẽ sao chép cái mã code này. Quay lại đây và chúng ta dán nó ra. Bấm chữ register, nghĩa là tạo tài khoản thôi. Sau đó anh em sẽ set cho nó một cái password. Nhập chữ thường, chữ hoa gì đó tùy anh em. Ở đây nó ghi strong, cái độ mạnh đủ rồi ha. Mình bấm là register, tạo tài khoản. Bây giờ chúng ta đã tạo thành công ha, anh em kéo xuống này. Rồi, nó có này, bạn bạn có muốn lưu mật khẩu không? Cái này là mình sẽ lưu ở trên cái web này thôi. Rồi tiếp tục phía dưới chúng ta sẽ tải được trên Google Play này, Android APK này, App Store này. Ở đây dành cho anh em hai nền tảng là Android và iOS luôn, nên anh em bên nào cũng chiến được nha. Ở đây thì mình sẽ tải trên Google Play, mình bấm download này. Mình sẽ bắt đầu cài đặt. Mở ứng dụng lên, chúng ta sẽ chọn cái phần là profile. Anh em sẽ login cái tài khoản hồi nãy mà chúng ta đã tạo thành công nha. Nếu chúng ta muốn đăng nhập á, bằng cái mật khẩu á, thì góc phải trên cùng nó có chữ login này. Anh em có thể là đăng nhập bằng cái mật khẩu mà hồi nãy đã tạo. Còn nếu không á, bạn phải xác minh cái mã code. Đăng nhập thành công, nó hiển thị là demo account 10 đô này. Từ từ hắn quan tâm đến mấy cái này. Chúng ta sẽ tạo một cái tài khoản để trading account đi. Sau đó chúng ta còn phải KYC nữa. Đấy, bây giờ là hiện tại anh em chỉ mới là tạo một cái tài khoản ở trên ứng dụng này thôi. Anh em có thể là invite friend 5 người để nhận được 90 đô ha. Đây, bonus 90 đô. Tiếp tục anh em sẽ chọn cho mình cái phần đó là New Trading Account. Anh em bấm vô để chúng ta tạo một cái tài khoản để connect ha. Sau đó chúng ta sẽ chọn vô cái phần đó là Create a New Trading Account tiếp. Tiếp tục anh em chọn cho mình là KVB đây. Rồi, chọn nó luôn. Rồi, chúng ta sẽ nhập số điện thoại vô. Tiếp tục bấm chữ Get để nhận mã code ha. Nhập mã code xong, chúng ta bấm chữ Submit. Ở cái bước này á, nhiều bạn sẽ nghĩ là tại sao lại đăng ký thêm một cái tài khoản nữa làm gì? Hồi nãy chúng ta chỉ mới tạo một cái tài khoản ở trên cái app thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái tài khoản trên cái sàn ha, để chúng ta trading. Anh em cứ hiểu nôm na là vậy đi. Rồi, mình sẽ dùng cái tài khoản y chang luôn. Đấy, cho nó đỡ rối ha. Sau đó bấm chữ get code. Đó. Tương tự lại vào cái email và lấy cái mã code nhập vô đây là được. Sau đó bấm sign up là được, tạo một cái tài khoản mới. Create your first trading account, rồi bấm sign up. Tiếp tục kéo xuống dưới nhìn thấy chữ là create trading account, chúng ta tạo những cái thông tin của cái tài khoản trading của chúng ta thôi. Rồi nhập số điện thoại lại này. Bấm vào chữ net. Rồi surname họ thôi. Lê này. Rồi first name này, tên này. Rồi phía dưới là full name, đầy đủ họ tên à. Rồi phía dưới chúng ta select title, anh em bấm vô. Nam thì chọn là Mr. Cái này chúng ta chọn giới tính thôi, hoặc là quý ngài, quý cô hay là gì đó, phụ nữ đó, có chồng, chồng đó có vợ gì đó, anh em cứ chọn thôi. Rồi date of birth là ngày tháng năm sinh, anh em cũng sẽ chọn. Cái ngày tháng này anh em muốn chọn nhanh thì chúng ta chọn năm trước. Đó, anh em cứ tìm cái năm của anh em. Đây, sau đó là tháng ha. January, February gì đó. Rồi mình tháng 12 mình chọn là December này. Rồi đến ngày. Đó thì nó sẽ nhanh hơn.
rồi select nationality, quốc gia thôi. Chúng ta bấm một mũi tên là anh em sẽ chọn cho mình là Việt Nam. Đương nhiên là nếu như bạn quốc gia khác thì bạn cứ chọn thôi. Mình ở Việt Nam, mình chọn Việt Nam. Rồi, còn cái phần là document type, nghĩa là cái loại giấy tờ mà anh em muốn dùng để KYC, thì mình sẽ chọn là ID card đi, nghĩa là cái số chứng minh nhân dân của mình. Còn driving license đó, nó là cái số của bằng lái xe nhá. Rồi passport cũng được, nhưng mà ở đây mình sẽ chọn là ID card. Sau đó anh em sẽ thêm cho mình cái số chứng minh nhân dân xuống đây, document number. Rồi phía dưới nó sẽ kêu bạn là sẽ chụp một cái bức ảnh mặt trước chứng minh thôi. Đấy, nên cái vấn đề mà KYC của cái sàn này cực kỳ là dễ. Anh em có thể là mượn của bạn bè hay là một ai đó đều được. Chúng ta có thể xác minh. Đó. Anh em bấm upload và thêm một cái ảnh mặt trước của chứng minh nhân dân là được. Sau đó bấm chữ net là được. Ở cái mục địa chỉ này á, street nó là đường, nhưng mà trong nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ở trong cái chứng minh á thì nó không có ghi tên đường. Tại vì mình làm ngày trước nó không ghi, không biết bây giờ nó có ghi hay không, nhưng mà bây giờ nó cũng không có làm chứng minh nữa đâu, bây giờ nó làm căn cước luôn rồi, thì mình cũng không rõ, nhưng mà anh em cứ ghi theo trong cái chứng minh cũng được. Thì mình có thể là ghi theo chứng minh nhá. Rồi còn cái phần là play reside gì đó thì chúng ta lại chọn Việt Nam thôi. Rồi còn cái phần postcode á, chúng ta có thể lên mạng kiếm nhá. Anh em có thể lên mạng kiếm chữ postcode và nơi cái thành phố của bạn, ví dụ mình ở Thanh Hóa thì mình ghi là Thanh Hóa, nó sẽ ra này. Anh em có thể vô trang web này để xem chi tiết hơn, hoặc là mình cứ nhập đại cũng được. Ở đây mình ghi là 40.000 cũng được ha. Sau đó bấm một chữ net. Ở cái mục employment status này thì thông tin cá nhân thôi, bạn chọn đại đi. Ví dụ cái đầu tiên bạn là sinh viên thì chọn là student, học sinh, sinh viên đó, chọn đại thôi, mấy này không quan trọng đâu. Rồi suộc on income order đi, cái khác education, high school bị ho gì đó, PPS gì ba lăng nhăng này, master tùm lum này, đại đi. Ai quan tâm mấy cái này đúng không à? Rồi final status này, kiếm bao nhiêu tiền đại khái, chọn bừa, let đi đấy. Rồi tiếp tục phần này anh em chọn cho mình hai cái mục chat. Rồi how to long trade forex, rồi thì let một dia đi. Rồi cái gì đây, over 20 đến 40 tháng. Yes, rồi next. Ở đây thì nó sẽ hiển thị cái account setting một chút thôi. Server này, rồi MetaTrader 4 này. Chúng ta không quan tâm được, bấm chữ net đi ha. Kéo xuống phía dưới này, chúng ta sẽ thấy một số cái điều khoản anh em tích vô. Chấp nhận hết nhá. Nó hơi rườm rà một tí nhưng mà nó dễ mà anh em. Đó, cứ chấp nhận hết, sau đó bấm chữ submit, đồng ý ha. Điều khoản thôi, khỏi đọc cũng được. Rồi những cái gì mà chúng ta đã thêm nãy giờ anh em có thể thay đổi được nhá. Modify này. Rồi đó, những cái hình ảnh KYC, rồi ba lăng nhăng phía dưới này. Đó, anh em có thể thêm hết tất cả vô. Đó, nếu như không muốn chỉnh sửa gì tiếp á, chúng ta sẽ bấm một complete. Rồi, bấm vô. Rồi, I got it. Rồi, coi như chúng ta đã hoàn thành rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi tuyển rep, đủ 5 rep, được $90 và anh em có thể là trade xong 2 lot, anh em có thể rút được tiền về. Nếu như anh em nào muốn đi tuyển rep đúng không? Và chắc chắn rồi, nếu như anh em chơi cái kèo này, bạn phải đi tuyển rep, tại vì bạn cần phải có 5 rep thì bạn mới kiếm được $90 nhá. Phía app này nó mới tặng cho bạn $90. Đấy, anh em về lại ứng dụng nha. Profile, chúng ta sẽ chọn là Follow Star. Nếu như nó không hiển thị giao diện này á, thì mình nhớ là góc dưới này nó có cái chữ gì Commission gì đó, anh em bấm vô, nó sẽ ra cái giao diện giống như mình. Rồi, ở đây nó sẽ có cái chữ đó là Invite, bạn bấm vô. Đấy, copy link. Thành công, đó thấy không? Bây giờ chúng ta chỉ cần gửi cái đường link này cho bạn bè. Bạn bè tạo tài khoản theo đường link và KYC nha. Lưu ý là phải KYC thành công thì nó mới tính. Hiện tại tài khoản này mình mới KYC thôi, nó chưa thành công. Khi nào thành công mình sẽ có 2 sao. Anh em coi phía dưới này nó có 1 sao này. Đó, nếu như hiển thị 2 sao thì nó mới tính là một rep thành công nhá. Chúng ta đi tuyển rep nó cũng sẽ đi phía dưới này thôi. Anh em có thể xem cái ảnh này. Đó, tuyển vài rep nhá, những cái rep nào mà nó có 2 sao như thế này á thì nó mới tính là một rep thành công. Đấy, đủ 5 rep bạn sẽ nhận được là $90. Sau đó anh em chơi. Ở video sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách trade cũng như là cách rút tiền luôn cho những bạn nào mà hoàn thành được 5 rep ấy. KYC khá là nhanh nha, nó xử lý rất là nhanh luôn. Mình đang làm video mà mình mới tắt ra vào lại thôi thì nó đã có một cái tin nhắn gửi cho mình xác mình thành công rồi, mình đã hiển thị 2 sao, anh em thấy không, thành công rồi nha. Một cái tin nhắn nó gửi về cho mình gồm có là trading account, một cái số ha, ID. Cái thứ hai là password dùng để đăng nhập để trading. Nhưng mà hiện tại mình chưa tuyển được 5 rep nên mình chưa có $90. Đấy, mình chưa thể trade được.
Ở video sau mình sẽ hướng dẫn anh em cách trade và cách rút tiền sau ha. Anh em cứ tải cái ứng dụng MetaTrader 4 giao dịch Forex về trước đi. Ở video sau mình sẽ review cho anh em sau, tại vì hiện tại chưa có 90 đô đúng không? Mình không thể thị phạm được.